Kênh YouTube Phong Sa Lệ Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Xin chào anh Lợi ơi. Rồi, xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã đến với kênh Phong Sa Lệ Nguyên. Hôm nay em xin giới thiệu bà con mình một số tác phẩm nha, gồm chúng có là đồ đồng xưa cũ và đồ gốm, đồ gỗ cho bà con để giao lưu cho bà con của mình qua số điện thoại của em 0772872278 nha. Bên em thì cũng chia sẻ lẻ cho bà con của mình từng khách hàng luôn nha. Đến đầu tiên là mã ếch nha bà con. Đây là một cái bộ bàn nha Phong Phượng. Mới bộ bàn này được chạm chi tiết hoa văn rất là đẹp nha bà con. Nó chất liệu là gỗ gõ nha. Con mình xem hàng này là bao bà con mình là hàng đục tay nha 100%. Đó. Bộ này người ta làm rất là tinh vi và tỉ mỉ nha. Cái này chắc là kỳ công. Bà con mình xem hàng rồi mình cũng đánh giá được sản phẩm nha. Nó rất là đẹp. Cái này là đầu con chim phượng nha, chân móng. Chiều cao này em đo nó tới khoảng là 70 nha bà con. Còn cái chiều rộng ra phủ bì luôn là nó 68. Chiều dài phủ bì của cái bàn là em đo 130 nha, nó 1m30. Đây còn chiều sâu của cái viền này người ta chạm nó tới là 1 tấc 3 2 luôn nha. Chất liệu gì anh Lợi? Gỗ này là gỗ gõ nha bà con. Con gỗ này con mình xem giùm em nha. Gỗ này là gỗ đỏ luôn nha bà con, yên tâm ha. Rất là đẹp nha, rất là dày dặn và cứng cáp luôn. Đó. Bà con mình xem con gõ thì kết bạn Zalo hoặc liên hệ qua số điện thoại bên em nha, em tư vấn đầy đủ thêm cho bà con mình xem thêm. Đó. Chiều cao của đôn em đo là 70. Chiều dài của đôn như thế này nha là nó khoảng 48 nha. Và chiều rộng ra là nó tầm là 41 thôi. Đó bà con mình xem, để lại đi rồi kéo. Đó. Gỗ này gỗ gõ, mình nhìn văn gỗ là biết liền nha. Hàng bao bà con mình chuẩn. Đó, rất là đẹp. Hoa văn được chạm về đục đây. Đó, đục hở nha bà con. Đục tay đó nha. Đôn thì mình có thể được để được nhiều về mặt luôn, bên dưới bên trên luôn đây. Gỗ này thì theo thời gian 5 tháng người ta xài sử dụng nó lau chùi với bà con, ở lên nước đó nha. Bà con mình xem giùm em. Còn ghế đây, ghế phượng bà con mình xem đây. Đó, ghế bà con mình xem rất là đẹp luôn. Chạm là tứ diện luôn nha bà con, người ta chạm tứ diện luôn á. Chiều cao của ghế này em đo là 114. Chiều ngang hai vị trí này tổng luôn nha, là nó sẵn 64 nha. Còn chiều ngang hai cái chỗ mà ghế phủ bì em đo là nó 55. Còn bên dưới rất là rộng nha, phủ bì bên dưới nó gần 60 là. Đó. Chiều ga của ghế như thế này là nó phủ bì luôn là khoảng 50. Ngồi rất là rộng rãi nha, bốn cái chân móng chân quỳ vô con mình xem. Chạm hoa văn và chi tiết đây. Đó, một con chim phượng uống và lượn quanh theo. Đó, rất là chắc chắn và cứng cáp nha, liền lạc bà con của mình xem rất là đẹp. Đây, mặt sau cũng được chạm rất là đẹp luôn nha. Đó. Chạm luôn mặt trước mặt sau, chạm nguyên con phượng đây. Hoa văn được chạm đây nha, giống như những cái đám mây ấy, rất là đẹp. Đây mình xem nha, bà con mình ở gần có thể đến trực tiếp để xem nha, hoặc là có thể liên hệ qua số điện thoại để em tư vấn bà con mình đầy đủ hơn. Đó, bà con mình muốn có giá trị tốt nhất thì liên hệ qua số điện thoại bên em, bà con mình xem nha, rất là đẹp. Bộ này em giao lưu bà con của mình giá là 55 triệu nha, 55 triệu đồng. Bà con của mình em bao ship cho bà con của mình là 200 km nha. Còn nếu mà bà con của mình đó ở xa thì hỗ trợ với ship tiếp bên em, còn bà con mình ở gần thì đến trực tiếp để xem, bà con mình xem được em. 55 triệu bao ship bà con mình 200 km thôi nha. Và đến với mã tiếp theo số 2S này là một cái bộ chân tứ quý. Đó, 4 tấm nha, tứ quý. Đây, liền lạc lành lặng luôn, con mình xe dùm em. Ốc là ốc này là ốc Singapore nha bà con. Đó, ốc này ốc Singapore, ốc này nó cũng theo thời gian rồi. Chân này cũng tuổi đời cũng tầm chừng 20 năm thôi. Hàng thì bao bà con của mình làm tích liền lạc nha, không hề lỗi lầm. Chiều cao của mỗi bức tranh này em đo như thế này là 119. Còn chiều ngang mỗi một bức nó tới là khoảng 39 thôi. Đó, khung gỗ giữa là liền khối cho bà con của mình luôn, tích chim hoa rất là đẹp, tùng trúc cúc mai. Nó tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Đó bà con mình xem nha, ốc là màu lóng lánh nha. Con mình về kiểm tra hàng. Ốc mà không đạt yêu cầu, ốc không chất lượng thì bà con của mình liên hệ bên em xử lý bà con mình luôn nha. Con mình yên tâm. Đó bà con xem. Làm tích bà con mình mặt sau lưng đây gỗ gõ nha bà con. Gỗ gõ nha, bên em có sao thì báo bà con mình yên tâm nha. Bộ này giá giao lưu bà con của mình là 13 triệu nha. 13 triệu bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, giá này bao ship toàn quốc, bao kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha. Và đến với mã tiếp theo số 3S. Đây em có một cái bộ liễm. Đó, bộ liễm rất là đẹp luôn. Bộ mình xem đây. Bộ này thì bà con của mình xem. Tức này là đây một cây mai, đây là một cây trúc nha. Đó, chim hoa. Ở trên đây là những cái câu đối. Đó, từ trên xuống dưới này là gỗ gõ liền khối luôn, con mình xem nguyên một cái khối đó nghe nha bà con. Đó. Chiều cao của cái bức này nha. Đây, chiều cao bức này em đo. Đây.
chiều cao tổng thể là 2m43 nha bà con. Đó, trên là tướng bình con một xe dùm em, còn ở đây là những cái câu thơ câu đối những Nho Hán ngày xưa nó để lại lưu truyền lại đó nha. Thì cái này bà con mình nó muốn cần em thì em sẽ dịch cho bà con của mình luôn. Ở cô xem khi đi em sẽ gửi cái giấy dịch cho bà con của mình theo nha, con mình yên tâm. Đó, chiều ngang của mỗi một bức đó là nó tới 26 luôn nha, hai bức chặt lại là 52, còn chiều dày của cái khối này là khoảng 2 tấc 7, rất là dày. Đó, thanh mai trúc mã nha, tượng trưng là cho mà một cái hạnh phúc của gia đình của mình đó. Con mình xem nha, rất là đẹp, gỗ gõ nha bà con, băng gỗ của con mình xem nha. Đó, mặt phía sau lưng đây rất là dày và nặng nha bà con, 2m43 nha. Điện khói nha bà con, trên có móc cho bà con mình treo tường luôn. Đó, dày dặn cứng cáp. Đây, cổ này thì em bao ship toàn quốc bà con của mình nha. Đó, hàng này em bao ship toàn quốc của bà con của mình luôn, mình chỉ có việc ở nhà mình nhận hàng thôi, không cần làm thêm. Đó, bộ này giá giao lưu bà con của mình là 18 triệu nha, bao ship toàn quốc cho bà con của mình. Có một cặp lễm nha bà con, thanh mai trúc mã. Bà con mình xem kỹ hơn thì các bạn em chụp hình cho bà con mình cái chi tiết hơn nữa nha. Còn bà con mình muốn dịch những câu đối này em sẽ dịch bà con của mình luôn. Mã tiếp theo số 4 S. Đây là một cái miếng chanh. Đó, miếng chanh này tích chim hoa nha. Đây là bốn chữ này là phú quý cát tường. Các bà con mình xem nha, phú quý cát tường nha. Còn ở dưới là hai câu đối. Gỗ gõ liền khối cho bà con của mình, ốc màu vàng chanh. Các bà con mình xem nha, ốc 7 màu. Nó ốc này ốc đỏ lửa vàng chanh nha bà con. Chiều cao này em đo là nó 47. Còn cái chiều dài tổng cái bức chanh như thế này là nó 1m07 nha, 1m07 là cái chiều dài. Còn chiều dày của khung chanh là 3 phân rưỡi luôn nha. Còn cái khung giữa này em đo lọt lòng luôn liền khối nha bà con. Nó tới là khoảng 48 đến 38 nha. Đây cái miếng này là miếng gỗ gõ liền khối á. Con mình xem, ốc đây bà con xem khỏi chê vào đâu nha. Rồi, mặt phía sau lưng đây. Rất là đẹp nha. Bà con mình xem không gõ thì kết bạn nha. Kết bạn Zalo thêm. Bức này thì em sale bà con mình luôn giá 6.200.000 thôi nha. 6.200.000. Bao ship toàn quốc cho bà con của mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Bà con mình xem rất là đẹp. Rồi mã tiếp theo số 5S, em có một cái bộ tranh 4 tấm nha. Đây là tích phúc lộc thọ, ở bên cuối là ông Di Lạc. Đó, miệng luôn tươi cười, nó vui vẻ may mắn tự nhiên đến luôn nha. Bà con mình xem giùm em. Ba ông phúc lộc thọ nha và ông Di Lạc nha bà con. Em đo tổng 4 tấm, cái chiều dài luôn là nó 66. Đó, còn chiều cao mỗi một bức nó khoảng 29 thôi. Khung chanh thì dày khoảng 2 khoan nha. Này chanh gốm men tàu nha bà con, dễ tay. Nó mặt sau lưng đây bà con mình xem dùm em. Đó, có móc bà con mình về treo tường luôn, phúc lộc thọ nha. Đó, bộ này giá là 1.000.000 nha bà con, bao ship toàn quốc nha. Bao bà con mình là hàng làm tích và liền lạc. Và đến với mã kế tiếp, mã số 6. Đây là một cái bộ khay trà gỗ gõ. Đá này là đá sa băng tinh liền khối nha. Người ta lấy từ đá thiên nhiên, người ta độc tạc ra thành những cái ly như thế này đây. Nó màu cẩm thạch rất là đẹp. Đá sa băng tinh bà con mình cũng biết là những cái khối đá lớn cái giá trị nó rất là cao nha. Đó, đá cẩm thạch người ta dùng làm những cái bàn ghế hoặc dụng nha, rất là mát mẻ luôn á. Con mình xem giùm em. Ly thì đường kính này em đo 5 phân thôi, còn ấm thì chiều dài khoảng 21 nha. Khay thì chiều dài là 35. Còn chiều ngang của khay này 25. Gỗ là gỗ gõ nha, rừng chạm đục tích bắc tiên. Gỗ gõ cho bà con. Đó, ấm bà con mình xem liền khối không hề ghép nha. Không hề cắt ghép chỗ nào luôn, bao bà con mình về kiểm tra hàng nha. Bộ này em giao lưu bà con của mình giá 2.800.000 thôi nha, 2.800.000. Bà con của mình về chỉ cần mình vệ sinh sạch sẽ, rửa sạch sẽ là xài được rồi nha. Mình dùng tiếp khách và bạn bè của mình cũng rất là đẹp và sang trọng luôn. Đó. Và đến với mã tiếp theo số 7S, một cặp bình hoa. Tích này là sông Long Chầu Nguyệt nha, vẽ tay nha bà con, hàng này là hàng tàu nha. Chiều cao em đo là khoảng 34 thôi. Đường kính miệng 14 và hoành bụng bình này là 49. Đó, hàng lành tích không hề nứt mẻ tóc gió. Đây, hoa văn vỏ tiếp bà con mình xem rất là đẹp. Đó, cho bên trong cùng xem nha, lành tích hết. Cặp này giá giao lưu bà con của mình 1.600.000 thôi nha, 1.600.000. Hàng này cũng từ mười mấy năm thôi nha bà con. Và đến với mã tiếp theo, đây là mã số 8 nha. Số 8 hết là một cặp bình hoa rất là đẹp luôn. Đó, tích này là thuận bờm xuôi gió nha, hàng vẽ tay 100%. Mình về mình cặm hoa cũng rất là được luôn nha bà con, rất là nhiều luôn á, bình lớn á. Chiều cao bình này tới 60 luôn nha. Đường kính miệng 19 và hoành bụng bình là 75. Hoa văn được vẽ bà con mình xem rất là đẹp. Đây, thuận bờm xuôi gió cũng mang cái tính chất phong thủy nha, mình làm ăn thuận lợi bình an. Đó, con mình xem nha.
đây đó, con xem vẽ chiếc thuyền và những bờm, những con sóng nhìn rất là hòn luôn. Trôn đế đây, bốn chữ tàu nha. Hàng thì em bao chuẩn bà con mình không hề nứt mẻ tóc gió. Cặp này giá là 3.400.000, 3.400.000 đồng bao ship bao kiểm tra hàng nha. Và đến với mã tiếp theo số 9S. Đây một cặp bình Long Phượng gốm chu đậu cũ. Cái này là mang gạn nha bà con, theo thời gian mang gạn á. Con mình xem rất đẹp. Chiều cao em đo là nó khoảng 56 nha. Đường kính miệng 18 thôi. Hoành này là 77, hàng này là từ 3-40 năm trở lên. Đó, hàng bao bà con mình yên tâm. Về bà con mình xem cái nước mang nó già chát luôn, lên cớm theo thời gian luôn á. Nó người ta đắp là lông khủng rất đẹp. Đây, một đôi cho bà con của mình nha. Đó, quẻ rồng, đắp rồng luôn, đắp nổi bà con. Chưa có vệ sinh nha, hàng này nói chung chưa có vệ sinh gì hết. Đây, một cặp như thế này, lần tức liền lạc nha. Đôi này giá là 3.600.000 nha bà con, 3.600.000, bao ship bao kiểm tra hàng. Mã số 10 là một cặp bình bông tích cổ đồ, nó hàng tàu vẽ tay luôn, của mình xe dùm em rất đẹp. Đó, hoa văn chi tiết đây. Với chiều cao em đo là khoảng 61, đường kính miệng này là 21 thôi. Hoành bụng này là 80 nha bà con. Nó hoành bụng 80. Đây bà con mình xem vẽ những cái bình hoa cổ đồ rất là đẹp. Hàng này là cũng là hàng tàu cũ nha, nhưng mà bao bà con của mình là hàng vẽ tay 100%. Hàng vẽ tay và phát cắt tay nha. Đây. Chôn đế đâu con mình xem dùm em. Tàu cũ. Đây. Cao 61 lần nha. To bự tích cổ đồ á. Quay mặt tiền nghe chưa vậy? Đây bà con mình xem dùm em. Cặp này thì em giao luôn bà con mình giá 3.800.000 nha. Nó giá này là giá em thu lỗ tiền ship luôn á. Con mình xem rất là to lớn mà giá rất là mềm, mình ship đi cũng rất là nhiều công xin bà con. Đóng thùng. Rồi mã số 11S này là một cặp bình gốm chu đậu. Đây là một cặp bình này là gồng xanh ha, kiểu vẽ màu á. Con mình xem. Chiều cao em đo là 57, đường kính miệng là 19 thôi. Và hoành bụng bình là 76 nha. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đây, vẽ rồng mà con xem, hàng này là đều hàng thủ công ngày xưa, hàng của mài lò chu đậu ngày xưa người ta làm mà con xem nha. Nước men nó lên cớm luôn đó nha, già chát luôn. Con xem giùm em. Nhưng mà hàng thì bao bà con mình vẫn còn cắm hoa xài nước bình thường nha, không hề lũng chảy chỗ nào. Nước mẻ nha bà con, nó chỉ thời gian mang gạn thôi. Cặp này giá là 3.800.000 nha bà con, 3.800.000. Và mã số 12 là một bộ khay trà. Bộ cây trà này chất liệu bằng gỗ nha, nhưng mà này người ta khẩm trứng. Các bà con mình xem rất là đẹp nha, 4-3 cái. Đó, cây trà vuông đó nha. Cái đường kính trong là 29, cái kế là khoảng 32, còn cái to nhất là 35 vuông. Đây, con mình xem giùm em. Đó. Bên trên bên dưới này nha. Cái này cũng từ 2-30 năm, 3-40 năm trở lên. Nó này là cây khẩm trứng nha. Còn dây dặn như cứng cáp nha bà con, không hề lỗi nha. Về bà con của mình có thể mình đựng những cái ấm trà xưa cổ vào nha. Đó, con xem cái này khẩm trứng của công người xưa người ta làm á. Bộ này giá là 800.000 một bộ, 3 cái nha bà con, 800.000. Và mã tiếp theo số 13S, em có một cái thùng vỏ đạn xưa. Đó, thùng vỏ đạn rồi, thằng này là của Mỹ nha. Con mình xem giùm em. Rất là đẹp. Chiều cao này em đo là khoảng 18, chiều dài thế này là khoảng 30 thôi. Còn ngang của nó là khoảng 15. Đó, hàng này theo thời gian nên nó bay cái màu này thôi nha. Cái hàng này em bao bà con mình xài luôn. Bao bà con mình xài mình gớt nước không nước vô luôn nha, mình đẩy kính là nước không vô luôn. Đây nó thùng đạn bà con mình xem, nó thùng đạn sắt của Mỹ xưa á. Đây, cái này em giao lưu bà con của mình giá là 800.000 nha, 800.000 đồng em bao ship bà con của mình nha. Và đến với mã tiếp theo số 14S, em có về được một cái bộ lư quế, bộ lư quế xưa nha bà con. Hàng này bà con mình về đánh bóng vệ sinh lên thì rất là đẹp. Đó bà con mình xem, quế này thì chiều cao em đo của nó là khoảng 47 nha. Với chiều ngang thế này là nó tầm là 33, còn chân đàn cao lên là 40. Đó, còn hoành cái mâm này là 20 nha. Đó, người ta cũng còn xài chưa có vệ sinh đó, không mình xem giùm em nha. Đồng này về bà con mình vệ sinh đánh bóng lên giùm em. Nó bao đẹp bà con của mình luôn. Đó, bên trong đỉnh lư không có xi măng ba giới nha bà con. Về bà con mình em ra tiệm mình đánh khoảng chừng 1-200.000 thôi, 3-200.000 thôi nha, là nó sẽ sáng bóng lại cho lại nha, như hàng mới luôn á. Bộ này thì tuổi đời từ 40 năm trở lên nha. Nặng là 8,5 kg nha bà con, 8,5 kg lần nha. Bộ này em bao ship toàn quốc bà con của mình luôn là 3.800.000, nặng 8,5 kg lần nha. Và đến cái mã tiếp theo số 15. Đây em có một cái chuông đồng xưa. Hàng này là của người ta, như ngày xưa người ta dùng cái đánh cảng rồi đó nha. Con mình xem giùm em rất là đẹp. Đó, chuông là bà con gỗ hay gỗ xưa thôi nha. Con mình xem giùm em. Nó cái chuông đồng xưa bà con mình nhìn mình biết ngay. Về bà con mình vệ sinh thì rất là đẹp. Cái đế này chiều cao em đo là khoảng 44, còn chiều cao của đế thế này là khoảng 36 thôi. Chiều cao cái chuông đó nha bà con 25 nha. Cao cái chuông 25.
còn vành chuông như thế này là 35 nha. Đó, chất liệu là bằng đồng xưa, bà con mình cứ xem trên đây hai con gồng quay ấy, rất là đẹp. Đó, cái này cũng như là dạng ngày xưa người ta làm những cái công nhân đó nha, không tới giờ người ta hết giờ làm, hết giờ giờ ăn người ta đánh kẽn đó nha. Con mình xem suy nghĩ là tư duy là như thế đó, bà con mình xem nha. Cái này thì giá giao lưu cho bà con của mình là 2.800.000 nha, 2.800.000, hàng lần tức liền lạc nha bà con, bao xưa nha. Và cuối clip bonsai Lan Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh, và cũng cảm ơn bà con cũng ủng hộ em những cái thời gian vừa qua nha. Bà con mình nhớ bấm like, share, đăng ký để nhận những clip mới mỗi ngày bên em. Kính chào, hẹn gặp lại ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh YouTube bonsai Lan Nguyên chúng em nha.